quý vị, hôm nay thứ Bảy, ngày 26 tháng 8 năm 2023, mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu chuyến công tác hữu nghị chính thức tại Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Thành phố Hồ Chí Minh chăm lo cho 98 học sinh có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19. Trong phần tin thế giới, Niger biểu tình trước căn cứ quân sự của Pháp tại thủ đô Niamey. Thưa quý vị, từ ngày 25 tháng 8, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ làm trưởng đoàn đã đến thủ đô Washington DC bắt đầu chuyến công tác hữu nghị chính thức tại Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Thông tin từ nhóm phóng viên HTV Tháp Tùng cùng đoàn. Trong buổi sáng ngày 25 tháng 8 năm 2023, đoàn đã có buổi làm việc với Viện Smithsonian. Tiến sĩ Benjamin Filens, Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Mỹ trực thuộc hệ thống của viện, đã tiếp đoàn và giới thiệu, trao đổi về các vấn đề, hướng dẫn đoàn tham quan viện. Viện bao gồm 21 bảo tàng, 21 thư viện, vườn thú quốc gia và 14 trung tâm nghiên cứu giáo dục. Lưu giữ hơn 157 triệu vật phẩm, phát hành hai ấn phẩm chính là tạp chí Smithsonian, đơn vị tổ chức cuộc thi nhiếp ảnh quốc tế uy tín Smithsonian Photo Contest và tạp chí hàng không và vũ trụ Air and Space. Viện thành lập thêm hai bảo tàng mới là Bảo tàng Quốc gia về Văn hóa Mỹ Latin và Bảo tàng Lịch sử Phụ nữ Hoa Kỳ Smithsonian. Viện cũng đón trung bình 30 triệu du khách mỗi năm. Bà Nguyễn Thị Lệ đánh giá cao đóng góp tích cực của viện với vai trò là khu phức hợp bảo tàng, trung tâm giáo dục và nghiên cứu lớn nhất thế giới trong việc bảo tồn di sản của địa phương, của Hoa Kỳ và thế giới, khám phá, nghiên cứu, chia sẻ nguồn tài nguyên, tri thức về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, khoa học. Bà cũng cảm ơn viện đã góp phần giới thiệu đến bạn bè quốc tế về đất nước, con người, lịch sử, văn hóa Việt Nam thông qua cuộc thi nhiếp ảnh có uy tín thế giới hàng năm, cũng như qua những triển lãm chuyên đề, bài nghiên cứu về Việt Nam của viện. Mục đích chuyến đi của đoàn lần này là học tập kinh nghiệm quản lý của viện nói riêng và của Hoa Kỳ nói chung trong lĩnh vực bảo tồn di sản, phát triển các thiết chế văn hóa. Một trong những hoạt động quan trọng hợp tác giữa viện và Thành phố Hồ Chí Minh là phòng trưng bày bảo tàng chứng tích chiến tranh về những nỗ lực chung của hai nước nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh, do Bảo tàng chứng tích chiến tranh tại Thành phố Hồ Chí Minh ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USS. Trưng bày dự kiến khai mạc vào năm 2025 nhân kỷ niệm 30 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ, 50 năm ngày thống nhất đất nước và 50 năm thành lập Bảo tàng chứng tích chiến tranh. Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ, Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan để sớm triển khai kết quả của chuyến công tác lần này, góp phần tích cực vào việc phát triển quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam Hoa Kỳ. Chiều cùng ngày, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Washington DC. Ngày 26 tháng 8, đoàn di chuyển đến thành phố New York tiếp tục chuyến công tác hữu nghị chính thức tại Hoa Kỳ. Đồng chí Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi tiếp đồng chí Ricardo Concepcion Rodriguez, Thống đốc tỉnh Antamisa, Cuba, Phó Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Cuba nhân chuyến công tác tại thành phố. Vui mừng với chuyến thăm và làm việc của đoàn công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Dương Anh Đức khẳng định tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Cuba. Người dân Việt Nam luôn ghi nhớ câu nói bất hủ của cố lãnh tụ Fidel Castro: vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình. Tình cảm đó ngày càng được vun đắp phát triển. Artemisa là tỉnh lớn nhất và là một khu tự quản của tỉnh Havana cũ. Artemisa đóng vai trò trung tâm thương mại và chế biến trọng điểm của khu vực. Với thế mạnh của mình cùng sự quan tâm của các thế hệ lãnh đạo, quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Cuba, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố mong muốn sự hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Artemisa sẽ ngày càng được mở rộng, phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, y tế và công nghệ sinh học. Thống đốc tỉnh Artemisa Ricardo Concepcion Rodriguez cảm ơn lãnh đạo thành phố tạo cơ hội cho đoàn tham quan, tìm hiểu Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời mong muốn chuyến thăm và làm việc của đoàn sẽ đạt được những kết quả tốt đẹp. Quan điểm phát triển bền vững trong kế toán, kiểm toán, tài chính và quản trị là chủ đề của Hội thảo khoa học quốc tế do Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Trường Đại học Nha Trang tổ chức, hướng đến việc nhận diện các cơ hội và thách thức thực tiễn trong phát triển bền vững cũng như đề xuất các ý tưởng liên quan.
diễn ra tại thành phố Nha Trang, hội thảo tập trung thảo luận về các vấn đề hiện tại và thách thức trong tất cả các lĩnh vực nghiên cứu về kế toán, kinh tế, tài chính và quản trị, từ quan điểm duy trì sự phát triển bền vững toàn cầu, giúp các học giả trong nước và quốc tế trình bày kết quả nghiên cứu và trao đổi ý tưởng, kinh nghiệm nghiên cứu, phát triển các dự án. Đây là dịp để quảng bá hình ảnh, vị trí, vai trò của các trường đại học, các tổ chức nghiên cứu, mở rộng quan hệ hợp tác trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là nghiên cứu và đào tạo các vấn đề đương đại đang được quan tâm, từ đó thúc đẩy nghiên cứu và đào tạo giữa các bên liên quan. Hội thảo là cơ hội để thảo luận, hợp tác và trao đổi tri thức giữa các nhà lãnh đạo giáo dục, các nhà nghiên cứu và các chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới. Tại sự kiện quốc tế InnoEst 2023 với chủ đề Đổi mới sáng tạo và nền kinh tế xanh diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty Học viện Globis giới thiệu các chương trình đào tạo thông qua nền tảng công nghệ trong lĩnh vực giáo dục và cung cấp nhiều khóa học tiếng Anh trực tuyến. Với nhiều năm kinh nghiệm trong mảng đào tạo tiếng Anh cho doanh nghiệp tại Thái Lan và Việt Nam, nền tảng công nghệ trực tuyến Globis cung cấp phù hợp với mọi đối tượng, đặc biệt là người đi làm bận rộn, không ổn định về thời gian. Đơn vị không chỉ đào tạo tiếng Anh mà còn cung cấp nhiều kỹ năng quan trọng như thuyết trình, đàm phán, viết email. Sau nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp các khóa học tiếng Anh thương mại trực tuyến, Globis sẽ luôn lắng nghe và thiết kế chương trình học cá nhân hóa nhằm phát triển nhanh nhất cá thể từng học viên nói riêng và tập thể doanh nghiệp nói chung để từng bước đưa doanh nghiệp hội nhập thương mại toàn cầu. Trường Trung học Phổ thông Bùi Thị Xuân, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày hội chào đón tân binh lớp 10. Welcome Freshman với sự tham gia đông đảo của hơn 700 bạn học sinh đến từ 18 tập thể lớp khối 10 của trường. Ngày hội chào đón học sinh lớp 10 năm nay tích hợp nhiều hoạt động thú vị, ý nghĩa. Đặc biệt, hội trại dành cho các tân binh có rất nhiều gian hàng độc đáo, sáng tạo, thể hiện cá tính, phong cách của từng tập thể lớp. Hoạt động là cơ hội để các học sinh mới vào trường gặp gỡ, làm quen với bạn bè và thầy cô. Thầy Huỳnh Thanh Phú, Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, nhà trường sẽ tạo điều kiện tối đa để các em học sinh khối 10 có 1.000 ngày thanh xuân rực rỡ tại ngôi trường mang tên Nữ Đô Đốc Bùi Thị Xuân. Quý vị, sau 2 năm triển khai, chương trình tài trợ học bổng và chăm lo cho 98 học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã giúp các em có thêm cơ hội đến trường, được sống trong vòng tay yêu thương, quan tâm của gia đình và xã hội, vơi đi những mất mát, thương đau để tiếp tục vươn lên trong học tập. Chương trình do Đảng ủy khối các cơ quan trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh và Đảng ủy Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện. 2 năm nay, nhờ nhận được học bổng từ chương trình, em Lê Uyên Khánh Như đã có thể viết tiếp ước mơ được đi học để trở thành cô giáo trong tương lai. Đặc biệt dù chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh về Đồng Nai sinh sống, Khánh Như vẫn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ về vật chất lẫn tinh thần từ chương trình. Sau khi mà nhận được sự tài trợ thì gia đình em đỡ đần hơn trong vấn đề kinh tế và vấn đề học vấn của hai chị em. Cũng nhờ sự yêu thương của mọi người mà trong năm học vừa qua thì em đạt được danh hiệu học sinh giỏi. Em cảm thấy rất là vui và biết ơn những cô chú đã quan tâm và chăm sóc cho em và chu cấp cho em trong việc học tập. Chương trình tài trợ học bổng và chăm lo cho 98 học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện trong vòng 7 năm cho đến khi các em học xong lớp 12 với tổng kinh phí khoảng 16 tỷ đồng. Hàng tháng mỗi học sinh được nhận học bổng trị giá 2 triệu đồng. Trong 2 năm vừa qua thì tổng công ty đã đồng hành cùng 47 học sinh, đặc biệt là khen thưởng kịp thời cho các cháu có học sinh giỏi, học sinh xuất sắc hoặc là những cái lúc mà các cháu đau ốm đột xuất và đến trao quà động viên cho các cháu tại bệnh viện hoặc những chặng lúc các cháu có sa sút trong học tập thì cũng có mặt kịp thời để động viên các cháu tiếp tục là trở lại trường học. Đối với lại những em mà có định hướng phát triển về cái nghề nghiệp thì đoàn thanh niên tổng công ty cũng như là lãnh đạo tổng công ty cũng sẽ có những cái định hướng giúp cho các em học những cái nghề ở phù hợp hoặc là sẽ tiếp cận với lại những cái đơn vị trong tổng công ty để mà có những cái hướng nghiệp cho các em. Ngoài cái hỗ trợ hàng quý ra thì vẫn tiếp tục sẽ quan tâm và liên hệ với gia đình để xem tình hình học tập của các bạn. Ngoài ra cũng có phối hợp với Sở Giáo dục để liên hệ với lại các trường có quan tâm và cũng như là có hỗ trợ cho các bạn là học thêm ở trường để tránh cho các bạn là phải có kết quả không tốt ở cuối những năm học sau. Năm học 2023-2024 đã bắt đầu, dẫu không thể bù đắp hết những thiếu hụt tình thương khi mất cha, vắng mẹ. Thế nhưng với sự nỗ lực của các đơn vị cùng chính quyền địa phương, các cấp ủy đảng sẽ tiếp sức cho các em học sinh vững bước trên chặng đường tương lai, vẽ nên ước mơ của riêng mình.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tại các phường của quận 10 đã kết hợp cùng với Hội Thiện nguyện Từ Tô tổ chức chương trình trao quà và giao lưu văn nghệ mang tên Tri ân đời, gửi ngàn yêu thương. Đây là các hoạt động nhằm chăm lo an sinh xã hội cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình khó khăn và các hộ đặc biệt trong cộng đồng LGBT. Chương trình trao tặng cho gần 200 hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn những suất ăn trưa, những phần quà là nhu yếu phẩm thiết yếu cho cuộc sống hàng ngày. Chương trình còn có sự tham gia của nhiều văn nghệ sĩ nổi tiếng, mang đến không gian ấm áp và những phút giây thư giãn vui vẻ. Không chỉ đồng hành trong việc hỗ trợ về đời sống cho người dân, các nghệ sĩ còn có phần truyền tải thông điệp lạc quan tích cực trong cuộc sống. Trong khuôn khổ hội thảo và triển lãm quốc tế an toàn thông tin khu vực phía Nam năm 2023, OpsWatch đã trình bày về các giải pháp bảo mật chuyên sâu cho các doanh nghiệp tổ chức trọng yếu và chia sẻ kiến thức về các công nghệ bảo mật tiên tiến tại hội thảo chuyên đề An ninh mạng trong kỷ nguyên chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo. OpsWatch, công ty đầu ngành về giải pháp an ninh mạng cho cơ sở hạ tầng trọng yếu, đã giới thiệu các giải pháp và sản phẩm an ninh mạng toàn diện cho cả hệ thống IT, OT và ICS, cùng với các tổ chức bảo vệ hệ thống mạng, dữ liệu và thiết bị. Các công nghệ bảo mật nâng cao bao gồm công nghệ làm sạch và tái lập nội dung và công nghệ nhận diện mã độc sử dụng đa ứng dụng. Ở OpsWatch, chúng tôi có hai sứ mệnh trọng yếu. Thứ nhất là mang những giải pháp tiến bộ và hàng đầu trên toàn thế giới bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu cho đến các cơ quan tổ chức và nhà nước và doanh nghiệp tại Việt Nam. Sứ mệnh thứ hai là nơi để đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nhân tài trong ngành lĩnh vực phần mềm và an ninh mạng của Việt Nam. Các chuyên gia an ninh mạng đến từ OpsWatch cũng trình diễn các giải pháp và sản phẩm bảo mật ấn tượng thông qua việc tái dựng các cuộc tấn công mạng nhắm vào hệ thống mạng IT và OT đã diễn ra trên thực tế và mô phỏng hệ thống phòng thủ an ninh mạng hiệu quả để ngăn chặn chúng. Ngoài ra, OpsWatch luôn mở cửa chào đón các chuyên gia, kỹ sư và sinh viên ngành an ninh mạng tại Việt Nam đến trải nghiệm và tìm hiểu các công nghệ bảo mật nâng cao tại Trung tâm Trải nghiệm Giải pháp bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu tại văn phòng OpsWatch tại thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện BCI Econos Hồ Chí Minh CD 2023 với chủ đề Net Zero và giải pháp năng lượng vừa diễn ra đã thu hút hơn 1.000 lượt đăng ký từ đại diện các chủ đầu tư, công ty kiến trúc, các nhà thiết kế nội thất, tư vấn, nhà thầu và sinh viên chuyên ngành kiến trúc nội thất và xây dựng. Đây là một chuỗi sự kiện được tổ chức tại các nước châu Á bởi BCI Central, kết hợp giữa triển lãm và các hội thảo chuyên đề theo xu hướng thị trường hiện đại. Tại BCI Econos Hồ Chí Minh CD 2023, nhiều chủ đề hấp dẫn đã được trình bày bởi diễn giả khách mời và các chuyên gia tại các diễn đàn công nghệ gồm Net Zero Building, giải pháp nhẹ và bền vững từ Saint-Gobain hướng đến ngành xây dựng xanh, vật liệu thân thiện với môi trường, giải pháp cho tương lai bền vững, các giải pháp HVAC dành cho tòa nhà xanh, chất lượng không khí trong nhà tiết kiệm năng lượng và các giải pháp tối ưu hệ thống sản phẩm để tiết kiệm năng lượng. Với mong muốn hưởng ứng lời kêu gọi hành động vì mục tiêu của quốc gia hướng tới phát thải ròng bằng không vào năm 2050 theo cam kết của chính phủ Việt Nam. Từ sự kiện BCI Econos 2022, chúng tôi đã chọn chủ đề sức khỏe và giảm phát thải carbon. Năm nay, chúng tôi quyết định chọn chủ đề giảm phát thải và giải pháp năng lượng. Cụ thể, thông qua mô hình triển lãm với sự đồng hành của hơn 30 thương hiệu về vật liệu và công nghệ, cùng với sự đồng hành của nhiều diễn giả nhiều năm kinh nghiệm trong ngành thiết kế và xây dựng, họ là đại diện chủ đầu tư, nhà thiết kế, tư vấn, nhà thầu. Họ đã chia sẻ rất nhiều thông điệp có giá trị và những chiến lược cụ thể nhằm hưởng ứng mục tiêu này thông qua các phiên thảo luận. Sự kiện mở ra không gian giao lưu kết nối với các chủ đầu tư, các kiến trúc sư, các nhà thiết kế nội thất, tư vấn, nhà thầu, cùng các nhà sản xuất và cung ứng vật tư thiết bị. Đồng thời đây cũng là cơ hội cập nhật những cải tiến về sản phẩm và công nghệ để tiếp tục kiến tạo nên nhiều thiết kế độc đáo cho ngành kiến trúc và xây dựng. Ngoài hoạt động chuyên môn nghề nghiệp, các luật sư còn đóng góp cho xã hội bằng những hoạt động cộng đồng đầy tính nhân văn sâu sắc được xã hội trân quý. Sáng nay ngày 26 tháng 8, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ ra quân chiến dịch tình nguyện hè năm 2023. Chiến dịch luật sư tình nguyện là hoạt động thiện nguyện hàng năm của Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh nhằm mục đích tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật miễn phí, kết hợp với trao tặng quà cho người dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa. Hoạt động này đã trở thành truyền thống tốt đẹp của Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh trong nhiều năm qua. Đây không chỉ là cơ hội để các luật sư củng cố kiến thức pháp lý cho cộng đồng mà còn thể hiện sức trẻ và tinh thần đoàn kết của những người làm công việc bảo vệ lẽ phải, từ đó đóng góp tích cực vào sự phát triển của xã hội. Năm nay thì đặc biệt là chúng tôi đi Tây Nguyên, chúng tôi
tập huấn vào 3 tỉnh Bình Phước, Đắk Nông và Đắk Lắk để ngoài cái nghĩa vụ luật sư là chúng tôi phải thực hiện cái chức năng xã hội của mình, tức là gắn với đồng bào vùng sâu vùng xa. Năm nay Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện chiến dịch tại 6 xã thuộc 3 tỉnh Bình Phước, Đắk Nông, Đắk Lắk vào các ngày 26, 27 tháng 8 năm 2023. Từ ngày 24 tháng 8 cho đến ngày 13 tháng 9 năm 2023, đồng loạt 800 điểm bán trên cả nước của Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn Co-op chính thức bước vào tháng tôn vinh và khuyến mãi hàng Việt với tên gọi Ngôi sao hàng Việt. Kéo dài trong 21 ngày, tháng tôn vinh hàng Việt với tên gọi Ngôi sao hàng Việt bao gồm 21 chương trình giảm giá trực tiếp đến 50% cho 21.000 sản phẩm hàng Việt tại 800 điểm bán của Sài Gòn Co-op trên toàn quốc. Giảm giá động vào những ngày cuối tuần, mua càng nhiều, ưu đãi càng lớn. Đáng chú ý là các chương trình khuyến mãi, bình ổn giá gạo và các mặt hàng thực phẩm tươi sống, thực phẩm chay mùa Vu Lan, đồ dùng gia đình, hàng may mặc và quần áo học sinh, ba lô đi học, khuyến mãi cho mùa trung thu, lung linh trang vàng, quà tặng vui bé. Điểm mới của năm nay là Sài Gòn Co-op tổ chức hàng loạt những hoạt động ủng hộ hàng Việt từ trực tiếp đến không gian mạng. Phát hành video ca nhạc Việt Nam ơi trên các nền tảng trực tuyến, qua đó giới thiệu các danh lam thắng cảnh của đất nước. Lễ hội ẩm thực chay quận 7 thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề Ngon và lành do Ủy ban nhân dân quận 7 phối hợp với Hiệp hội ẩm thực thành phố tổ chức diễn ra đến hết ngày mai 27 tháng 8 là cơ hội để mọi người dân được tiếp cận trực tiếp với các sản phẩm thực phẩm xanh, sạch, có nguồn gốc thực vật. Tại lễ hội, khách tham quan có dịp được trải nghiệm và thưởng thức các món ẩm thực chay được chế biến từ bột trộn sẵn Mikko Hương Xưa. Đơn vị không ngừng đổi mới sáng tạo và luôn đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ trong sản xuất, nên sau nhiều năm có mặt trên thị trường, đến nay, thương hiệu bột trộn sẵn Mikko Hương Xưa đã trở nên quen thuộc, mang đến cho người tiêu dùng những trải nghiệm ẩm thực thông qua các loại bột trộn sẵn dùng để chế biến các loại bánh ngọt, bánh mặn, bột tẩm thủy hải sản và để lại nhiều dấu ấn trong lòng người tiêu dùng Việt. Hiện sản phẩm đã xuất khẩu đến hơn 30 nước trên thế giới, góp phần đưa các món ăn truyền thống đặc thù của Việt Nam giới thiệu đến bạn bè quốc tế và nhiều năm liền được người tiêu dùng bình chọn là hàng Việt Nam chất lượng cao. Tham gia ngày hội kết nối giao thương ngành F&B tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hoàng Ti Group, thương hiệu ẩm thực nổi tiếng với hệ thống hai chuỗi nhà hàng Hoàng Ti bánh tráng phai sương Trảng Bàng và cơm gà Thượng Hải, mang đến cho khách hàng nhiều trải nghiệm ẩm thực hấp dẫn. Với tư duy nhạy bén, Hoàng Ti Group đã có những thay đổi linh hoạt, ứng dụng các giải pháp công nghệ để nâng cao chất lượng cũng như giúp hệ thống vận hành tốt hơn. Trong tương lai thì chúng tôi dự định sẽ mở thêm nhiều những cái chi nhánh mới và làm phong phú và đa dạng thêm cái thực đơn của Hoàng Ti, và đặc biệt là sẽ áp dụng công nghệ vào các quy trình, trong đó có quy trình chế biến thức ăn, quy trình đặt món và quy trình chăm sóc khách hàng. 30 năm hoạt động, Hoàng Ti Group đã phát triển vững mạnh với hệ thống 5 nhà hàng bánh tráng phai sương Trảng Bàng và nhà hàng cơm gà Thượng Hải tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Vào thứ Sáu 25 tháng 8, một thảm kịch giẫm đạp đã xảy ra ngay trước thềm lễ khai mạc giải đấu Indian Ocean Games lần thứ 11 tại lối vào sân vận động quốc gia thủ đô Antananarivo, Madagascar, khiến ít nhất 13 người thiệt mạng, trong đó có 7 trẻ em và 107 người bị thương, 11 người đang trong tình trạng nguy kịch, theo Thủ tướng Christian Nensei. Chưa rõ nguyên nhân thảm kịch này, chính phủ Madagascar đã hứa sẽ điều tra vụ việc và cung cấp các hỗ trợ cho các nạn nhân và gia đình của họ. Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra giẫm đạp chết người tại sân vận động Mahamasina. Năm 2019, ít nhất 15 người đã thiệt mạng trong một vụ việc tương tự. Đại hội Thể thao Madagascar được thành lập bởi Ủy ban Olympic Quốc tế IOC vào năm 1977, là một sự kiện đa môn thể thao, bao gồm các vận động viên từ Mauritius, Seychelles, Comoros, Madagascar, Mayotte, Réunion và Maldives, với mục đích thúc đẩy tình bạn và hợp tác giữa các quốc gia đảo của Ấn Độ Dương. Ngày 25 tháng 8, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết các quan chức đang chuẩn bị cho cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Trả lời họp báo, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết cuộc gặp này sẽ sớm diễn ra và Nga sẽ thông báo thời gian cũng như địa điểm tổ chức sự kiện. Trước đó, một nguồn tin ngoại giao ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng tiết lộ cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo được lên kế hoạch ở Sochi, Nga và có thể diễn ra vào ngày 4 tháng 9 tới. Dự kiến trong cuộc gặp này, Tổng thống Erdogan sẽ nêu vấn đề nối lại thỏa thuận ngũ cốc biển đen, việc thành lập trung tâm khí đốt và xây dựng nhà máy điện nguyên tử Akio ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan có lịch đến Ukraine trong ngày 25 tháng 8 và tiếp đó sẽ đến Nga để bàn về giải pháp khôi phục thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc. Một số nguồn tin cho biết nhiều khả năng cũng sẽ có một cuộc họp về thỏa thuận này tại Istanbul, trong đó có cả sự tham gia của Liên Hiệp Quốc. Vào thứ Sáu 25 tháng 8, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tiết lộ rằng ông đã cảnh báo các lãnh đạo Wagner là Yevgeny Prigozhin và Dmitry Utkin về những mối đe dọa đối với mạng sống của họ và khẳng định Belarus sẽ tiếp tục hỗ trợ lực lượng đánh thuê này. Lukashenko cho biết Prigozhin đã hai lần bỏ qua những cảnh báo của ông. Khi Yevgeny Prigozhin đang hành quân đến Moscow, tôi đã nói với ông ấy, bạn sẽ ra trận và bạn sẽ hy sinh. Ông ấy trả lời tôi rằng ông ấy muốn chết như một anh hùng. Đó là cuộc trò chuyện đầu tiên của chúng tôi. Lần thứ hai khi ông ấy đến thăm tôi cùng với Dima Utkin, tôi đã cảnh báo họ, này các bạn, hãy thật cẩn thận. Ông Lukashenko cũng tin rằng ông Putin không liên quan đến vụ tai nạn máy bay. Tôi không thể nói ai đã làm điều này, nhưng tôi biết ông Putin. Ông ấy là một người thận trọng, bình tĩnh khi đưa ra quyết định. Giữa một tai nạn như thế này, tôi không thể tưởng tượng ông Putin đã làm điều này vì nó quá thiếu chuyên nghiệp đối với ông ấy. Lukashenko tuyên bố rằng các chiến binh Wagner sẽ tiếp tục ở lại Belarus và cam kết thực hiện những gì đã hứa. Thứ Sáu 25 tháng 8, theo hãng tin TASS của Nga, Ủy ban điều tra Nga thông báo đã tìm thấy hộp đen, đồ vật và những tài liệu cần thiết của máy bay được cho là chở lãnh đạo Wagner Yevgeny Prigozhin bị rơi ở vùng Tver của Nga. Cùng ngày, Điện Kremlin cũng bác bỏ các cáo buộc của phương Tây rằng Prigozhin đã bị ám sát theo lệnh và từ chối xác nhận cái chết của ông cho đến khi có kết quả kiểm tra ADN 10 nạn nhân thiệt mạng. Ngày 25 tháng 8, hàng trăm người biểu tình Niger đã tập trung trước căn cứ quân sự của Pháp tại thủ đô Niamey. Họ đe dọa sẽ xông vào cơ sở nếu quân đội Pháp không rút quân khỏi quốc gia Tây Phi trong vòng một tuần. Cuộc biểu tình diễn ra cùng ngày với việc chính quyền quân sự Niger yêu cầu trục xuất đại sứ Pháp khỏi đất nước trong vòng 48 giờ. Chúng tôi sẵn sàng cống hiến mạng sống của mình cho đất nước. Chúng tôi sẽ cống hiến cho họ cho đến khi thời hạn còn 10 ngày nữa. Ngày thời hạn trôi qua, chúng tôi sẽ đột nhập vào căn cứ của họ. Bộ Ngoại giao Pháp cho biết đã nhận được yêu cầu từ phía chính quyền quân sự Niger và đã bác bỏ đề nghị này. Theo Bộ Ngoại giao Pháp, đại sứ Pháp tại Niger hiện nay đã được chấp nhận bởi chính phủ dân chủ do người dân Niger bầu ra và chính quyền quân sự hiện nay tại Niger không có đủ tính hợp hiến để đưa ra yêu cầu trục xuất. Giống như các cuộc đảo chính gần đây ở Burkina Faso và Mali lân cận, đảo chính quân sự ở Niger diễn ra trong bối cảnh làn sóng ngầm chống Pháp ngày càng gia tăng, với một số người dân địa phương cáo buộc nước châu Âu can thiệp sâu vào các vấn đề của họ. Niger có ý nghĩa chiến lược vì là một trong những nhà sản xuất uranium lớn nhất thế giới và là căn cứ cho quân đội Pháp, Mỹ và các quân đội nước ngoài khác trong cuộc chiến đấu chống lại các nhóm Hồi giáo cực đoan trong khu vực. Bức ảnh chụp cựu Tổng thống Trump trong nhà tù ở Georgia đã xuất hiện tràn ngập trên truyền thông nước Mỹ và thế giới. Đội ngũ tranh cử của ông đang tìm cách biến sự sỉ nhục này thành một vũ khí chính trị bằng cách sử dụng chính tấm ảnh này để gây quỹ. Cựu Tổng thống Trump một lần nữa cho thấy nước Mỹ vẫn đang chia rẽ sâu sắc xoay quanh ông. Bức ảnh được công bố rộng rãi trên truyền thông Mỹ và thế giới sau khi ông Trump hoàn thành thủ tục tạm giam tại nhà tù ở Atlanta, bang Georgia, với cáo buộc ông điều hành một mạng lưới nhằm đảo ngược kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 ở bang này. Hôm thứ Năm 24 tháng 8, cựu Tổng thống Trump đã đăng tấm ảnh này lên mạng xã hội X, trước đây có tên là Twitter. Nội dung đăng tải của ông Trump có dòng chữ can thiệp bầu cử, không bao giờ đầu hàng, cùng với đường link dẫn tới trang web vận động gây quỹ của ông. Chưa đầy 24 tiếng đồng hồ sau khi ông Trump bị chụp ảnh, đội ngũ tranh cử của ông và những người ăn theo đã tung ra những chiếc áo thun in bức ảnh này để bán. Với một chiếc áo thun thế này, bạn có thể cười nhạo người đó, hoặc bạn cũng thể hiện sự thông cảm với ông ta. Truy tố của tòa án bang Georgia là vụ thứ tư ông Trump bị truy tố, nhưng là vụ đầu tiên có chụp ảnh chân dung trước khi bắt giam. Ông Trump hiện đang được tại ngoại hầu tra sau khi đã đóng $200,000 tiền bảo lãnh. Ngày 25 tháng 8, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell nhận định mức lạm phát vẫn quá cao và cảnh báo sẵn sàng tiếp tục tăng lãi suất. Tuyên bố này cho thấy sự thận trọng của giới chức tài chính Mỹ, bất chấp các dấu hiệu tích cực của nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn được duy trì. Tuyên bố của ông Powell được đưa ra trong hội nghị chuyên đề về chính sách kinh tế hàng năm, với sự tham gia của các thống đốc ngân hàng trung ương từ khắp nơi trên thế giới, đang diễn ra tại bang Wyoming, Mỹ. Nhận xét của phần thận trọng của ông Powell diễn ra sau 11 lần tăng lãi suất liên tục, đẩy lãi suất cơ bản của Mỹ lên phạm vi mục tiêu 5,25% đến 5,5%, mức cao nhất trong hơn 22 năm qua.
Trên cơ sở 12 tháng, lạm phát của Mỹ đạt đỉnh 7% vào tháng 6 năm 2022 và giảm xuống còn 3,3% tính đến tháng 7 qua, theo một quỹ đạo phù hợp với xu hướng toàn cầu. Tác động của cuộc chiến Ukraine là nguyên nhân chính dẫn đến những thay đổi về lạm phát chung trên toàn thế giới kể từ đầu năm 2022. Lạm phát là điều mà các hộ gia đình và doanh nghiệp đối mặt trực tiếp nhất. Vì vậy, chỉ số lạm phát giảm là tin tốt. Một số nghị sĩ đảng Dân Chủ đã đề nghị Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng mục tiêu lạm phát trên mức 2% nhằm xây dựng các chính sách linh hoạt hơn và có thể không cần tăng lãi suất. Tuy nhiên, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã phản đối và kiên định với mục tiêu lạm phát 2%. Về cơ bản, thị trường Mỹ chỉ phản ứng rất nhẹ trước thông báo của ông Powell, trái ngược với phản ứng tiêu cực, lao dốc như một số lần phát biểu trước đây. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.